Xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu với các bác một con vang thương hiệu là QT Acoustic, model sản phẩm là T10 Plus. Đấy. Mặt form thì rất là giống dòng K15 FX. Rất giống luôn. Thì đây là hiện tại em đang lấy mẫu về demo, demo để thử. Mà thấy chất lượng con này khá là ok, tiếng không kéo lắm, có thể là hòa hoặc là hay hơn các dòng 5 FX nhưng mà hàng vô bản. Đấy. Đây. Mặt sau của sản phẩm này bác này. Đấy. Mặt sau này thiết kế như 5FX. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Con này là hàng hiệu, hàng công ty. Đấy, có phiếu này, hướng dẫn sử dụng này. Đấy. Mở thử cái cuộn này ra xem nào. Đấy, hàng này hàng nội địa bên Trung Quốc. Đấy, nó có hướng dẫn này. Hướng dẫn như 5FX luôn. Có đầy đủ thông số hướng dẫn chi tiết luôn. Đây. Đây này, thông số chi tiết này, hướng dẫn đấu nối dưới răng này. Rất là chi tiết luôn. Này. Mặt sau. Đây là cái phiếu bảo hành của sản phẩm. Bảo hành 2 năm cơ. Một mặt là Trung Quốc, một mặt là Anh Quốc. Một mặt là Trung Quốc, tiếng Trung, một mặt là tiếng Anh. Đấy, các bác này cung cấp cho em họ tên. Đấy, em ghi vào đây là phiếu bảo hành, sau đó là gấp lại một nửa, sau là một nửa các bác, một nửa là bên em giữ để đối chiếu bảo hành. Đấy, ok. Thì giá hiện tại con này nó hơi cao tí, nó vào 2.4 triệu bao ship và tặng cho các bác là đầy đủ là dây tín hiệu đầu vào này, giáp cắm Canon là có loa xung đẩy này. Đấy, đường ra súp, giáp cắm và dây này. Đấy, có cả giáp cắm và dây xuống canter nữa. Thiết kế rất là bình thường luôn. Thương hiệu nổi tiếng quốc tế này, QT Acoustic, nền 48 bit và 8 chế độ effect, đơn giản hiệu quả. Ok, các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nha các bác nhé. Hẹn gặp các bác trong video sau về hàng hiệu công ty nha.